Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ cuộc sống hiện tại của Lý Dịch Phong sau scandal mua bán trâu răm khiến fan bật khóc. Sau một thời gian bay màu trước ngành công nghiệp giải trí của đất nước tỷ dân, mới đây một người bạn thân tiết lộ Lý Dịch Phong đã tiết lộ tình cảnh hiện tại của nam diễn viên khiến người hâm mộ xúc động bật khóc. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp giải trí Hoa ngữ đã và đang mạnh tay thanh lọc những nghệ sĩ vi phạm đạo đức và pháp luật. Điều này cũng đồng nghĩa với việc rất nhiều ngôi sao thuộc hàng đỉnh lưu của showbiz lần lượt bay màu nhanh chóng. Những cái tên nổi tiếng bị bay màu không thể không kể đến Trịnh Sản, Ngô Diệp Phàm, Triệu Vy. Điều bất ngờ nhất trong dàn nghệ sĩ bị phía quản điện cũng như các cơ quan chức năng quận Triều Dương, Bắc Kinh sờ gáy, đó chính là Lý Dịch Phong, khi từng bị tạm giữ hành chính vì nhiều lần vi phạm pháp luật, mua bán trâu răm, thậm chí nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm bị chặn đường hoạt động. Từ một cái tên lưu lượng với hơn 30 triệu người hâm mộ trên nền tảng Weibo và thu nhập hàng năm lên đến 170 triệu nhân dân tệ, chỉ vì ham muốn của bản thân đã khiến Lý Dịch Phong rớt đài. Cũng sau bê bối bị phanh phui, bị tẩy chay, quản điện phong sát từ đó, đến nay gần một năm thông tin về Lý Dịch Phong hình như bị biến mất. Sau khi mất hút, những thông tin về Lý Dịch Phong cũng không còn, điều này khiến người hâm mộ của nam diễn viên lo lắng. Với đây, một số người hâm mộ của Lý Dịch Phong bất ngờ vào tài khoản của bản thân của nam diễn viên mập mờ hỏi thăm tình hình của thần tượng. Điều bất ngờ không lâu sau, cậu bạn thân của Lý Dịch Phong đã trả lời những câu hỏi của người hâm mộ Lý Dịch Phong và hé lộ rằng nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm sống vẫn tốt. Biết được cuộc sống hiện tại của Lý Hiểu Phong ổn định và tốt đã khiến nhiều người hâm mộ của anh xúc động rơi nước mắt. Lý Dịch Phong sinh năm 1987, anh là nam ca sĩ diễn viên nổi tiếng nội đám của Trung Quốc và thuộc hàng tứ đại lưu lượng của showbiz bên cạnh Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệp Phàm. Trước khi vướng bê bối mua dâm, tài tử 36 tuổi từng khiến khán giả yêu thích qua các bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Hoạt Sắc Sinh Hương, Thanh Văn Chí, Kính Song Hành. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2022, Lý Dịch Phong bị phanh phui bê bối tình dục. Cụ thể, vào ngày 11 tháng 9, phía cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh đã bất ngờ đưa ra thông báo cho một nam diễn viên họ Lý bị bắt tạm giam vì nhiều lần mua bán trâu răm. Cũng không lâu sau đó, phía cơ quan chức năng cũng xác nhận nam diễn viên họ Lý có không ai khác chính là Lý Dịch Phong. Tại cơ quan điều tra, Lý Dịch Phong khai nhận từng nhiều lần thực hiện giao dịch tình dục bất hợp pháp. Sau khi nhận tội, anh bị phạt hành chính và tạm giữ 14 ngày. Bên cạnh việc bị phía cảnh sát quận Triều Dương bớ, Lý Dịch Phong còn tung những đoạn clip khá nhạy cảm, dài 3 phút 27 giây. Thậm chí hotgirl Kiều Kiều cũng lên đàn tố nam diễn viên Lý Dịch Phong có đời sống tình ái phóng tính, cùng loạt tin nhắn cho thấy Lý Dịch Phong hẹn cô đến khách sạn để quan hệ trong thời gian đóng phim Hải Nam. Ngoài ra, cô còn tung ảnh chụp cận cảnh ngôi sao Tru Tiên, Thanh Văn Chí trên web đen và vào hội nhóm đặc biệt tuyển phi phục vụ tình dục. Sau khi hàng loạt bê bối tình dục của Lý Dịch Phong cũng như sở thích dục vọng cao của anh được phanh phui, đã khiến danh tiếng hình ảnh của Lý Dịch Phong sụp đổ hoàn toàn. Từ một diễn viên được yêu thích nhất, Lý Dịch Phong là bị CNN lên án tẩy chay kịch liệt. Nhãn hàng quay lưng vội vàng hủy hợp đồng, gạt tên khỏi những dự án, khiến nam diễn viên đối mặt với việc bồi thường lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các chương trình có liên quan đến Lý Dịch Phong đều bị bay màu, hay những danh hiệu giải thưởng mà anh được nhận trước đó cũng bị tước. Trên mạng xã hội Weibo cũng nhiều trang tin lớn, các từ khóa liên quan đến lùm xùm của tài tử 35 tuổi, liên tục thu về lượt xem khủng, đứng đầu top tìm kiếm, bàn luận, trước làn sóng tẩy chay từ công chúng, không còn cơ hội trở lại làng giải trí. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.